Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới, với những tin tức về lũ lụt kinh hoàng diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, trận mưa lớn đổ bộ vào thành phố ven biển phía Bắc Trung Quốc vào cuối tuần qua, lập lượng mưa trong 24 giờ cao nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc, đạt 982mm. Cho đến nay, 54 người được xác nhận đã thiệt mạng và hơn 50 người mất tích. Hơn 950 người mất nhà cửa, mức độ thiệt hại là vô cùng lớn. Wang Weiyu, một nhà khí tượng học tại Trung tâm Giám sát và Cảnh báo Thiên tai Quốc gia Trung Quốc cho biết, sự kết hợp của gió mạnh, mưa lớn và đại dương đã tạo nên một sự kiện thời tiết lịch sử và cực đoan ở bờ biển phía Bắc Trung Quốc, cuối tuần qua gây ra lũ lụt và lở đất. Chính quyền Trung Quốc đại lục đã ban bố cảnh báo đỏ, cảnh báo mưa bão cao nhất và cử các nhóm tới cứu trợ thiên tai tại các vùng bị ảnh hưởng. Weiyu chỉ ra rằng một đợt không khí lạnh rất mạnh đã đến bờ biển phía Bắc của Trung Quốc vào cuối tuần qua, khiến nhiệt độ ở miền Nam Trung Quốc và các nước láng giềng giảm xuống, trong khi khu vực giáp biên giới với Ấn Độ thậm chí còn ghi nhận đợt không khí lạnh mạnh nhất trong 54 năm qua. Phong lạnh cũng hình thành một vùng áp thấp nhỏ giữa Vân Nam và Tân Khang, làm cho điều kiện trở nên tồi tệ hơn, tăng tốc độ gió mùa trên biển, tăng lượng mưa, nâng cao mực nước biển và tăng khó khăn cho việc thoát nước. Trận mưa bão tồi tệ nhất trong lịch sử Trung Quốc xảy ra vào năm 1931 tại Vũ Hán và Nam Kinh. Lũ lụt dữ dội, lở đất và dịch bệnh đã chôn vùi hàng nghìn ngôi nhà và giết chết 4 triệu người. Nhưng số người chết được ước tính còn cao hơn do vẫn còn nhiều người mất tích không tìm thấy. Mưa xối xả đổ bộ vào các thành phố ở bờ biển phía Bắc Trung Quốc gây lũ lụt, sạt lở đất, vùi lấp nhà cửa, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước và phong tỏa đường cao tốc, khiến người dân bị cô lập. Số người chết vì thảm họa đã vượt qua con số 18 người thiệt mạng trong vụ lở đất do mưa lớn tấn công thành phố Liêu Ninh. Lượng mưa trong 24 giờ lúc đó là 170mm. Theo Trung tâm Giám sát và Cảnh báo Thiên tai Quốc gia, lượng mưa trong 24 giờ qua ở các thành phố ven biển phía Bắc của Trung Quốc trong những ngày cuối tuần là 950mm ở Liêu Ninh, 626mm ở An Đông, 337mm ở Sơn Đông, 335mm ở Giang Tô, 234mm ở Chiết Giang. Kính thưa quý vị, hôm nay lúc 12 giờ 52 phút trưa, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Luting, thủ phủ Gansu, tỉnh Tứ Xuyên, với độ sâu tiêu cự 16km. Các con đường địa phương bị phá hủy, nhiều người bị đè bởi những ngôi nhà bị sập, thông tin liên lạc bị gián đoạn và trận động đất gây ra lở đất. Một số người qua đường đã chụp ảnh khoảnh khắc ghi những tảng đá lăn xuống cách tâm chấn 226km. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ ước tính có 1,304 triệu người cảm nhận được trận động đất. Tuy nhiên, hầu hết cư dân địa phương hiện đang bị nhốt trong nhà do dịch bệnh hoặc đang xếp hàng để được xét nghiệm. Vào buổi tối, báo cáo chính thức nói rằng 14 người đã thiệt mạng trong trận động đất và tình hình thực tế cần được xác minh thêm. Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy, đêm hôm qua, một đàn rơi rất lớn xuất hiện trên bầu trời Miên Trúc, Tứ Xuyên, bay lượn dày đặc trên bầu trời đêm. Cư dân mạng nhìn chung cho rằng, sự di chuyển bất thường của đàn rơi là điềm báo sắp có động đất. Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter khác cũng đã tấn công huyện Luting thuộc Gansu của tỉnh Tứ Xuyên vào ngày hôm qua, và các quan chức cho biết đã có 46 người đã thiệt mạng. Liên lạc địa phương bị gián đoạn, đường xá và nhà cửa bị hư hại, nhưng vẫn có những cộng đồng nhất quyết thực hiện chính sách cách ly tại nhà để ngăn chặn việc bỏ trốn và kích động sự phẫn nộ của dư luận. Trưa ngày hôm Chủ nhật, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lỗ Định, phủ Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Tính đến 0 giờ 40 phút ngày thứ hai, phương tiện truyền thông chính thức cho biết ít nhất 46 người được biết là đã thiệt mạng, 16 người khác mất tích và 50 người bị thương. Tuy nhiên, do giới chức Trung Quốc đã quen với việc che giấu thảm họa nên tình hình thực tế có thể nghiêm trọng hơn. Cư dân mạng đã tải lên video cho thấy những ngôi nhà bị sập và những người bị thương ở huyện Luting, tâm chấn của trận động đất. Tại khu vực miền núi địa phương cũng xảy ra sạt lở đất, đá lăn, những hòn đá tảng rơi xuống đường, do vậy đường núi bị phong tỏa và liên lạc địa phương bị gián đoạn.
Tâm chấn của một trận động đất cách thành đô khoảng 226 km về phía Tây Nam và độ sâu tâm chấn chỉ 16 km. Thành Đô và Trùng Khánh cảm nhận được trận động đất mạnh mẽ và Vân Nam rõ ràng cũng cảm nhận được trận động đất. Sau trận động đất, dư chấn vẫn tiếp tục. Người dân địa phương bị nhốt trong nhà do dịch bệnh và nhận được yêu cầu rời khỏi tòa nhà dân cư để lánh nạn nhưng bị nhân viên cộng đồng từ chối. Mọi người phá cửa để thoát khỏi tòa nhà. Một số người đã tranh chấp với nhân viên cộng đồng và những người mặc quần áo bảo hộ màu trắng, đồng thời yêu cầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa để ra ngoài. Miền Nam Trung Quốc đang trải qua những trận mưa xối xả và lũ lụt. Các quan chức này đã đưa ra cảnh báo thảm họa lũ quét màu đỏ đầu tiên vào năm 2023, chủ yếu liên quan đến vùng Đông Bắc Giang Tây và Tây Chiết Giang. Đồng thời, lũ lụt siêu cấp đã xảy ra ở 54 con sông trong lưu vực sông Châu Giang. Trận lụt lớn nhất trong lịch sử cũng xảy ra ở sông Si, Phúc Kiến và nhiều nơi đã xảy ra lũ lụt. Các tòa nhà bị ngập trong nước lũ sâu đến hết tầng 1. Thiểu quan Quảng Đông hôm nay cũng đã ban hành lệnh kiểm soát lũ lụt số 4 năm nay. Vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương, mực nước đỉnh lũ sẽ đạt 54,5 m ở khu đô thị và người dân ở vùng trũng thấp, khu vực phải sơ tán khẩn cấp. Một người dân Thiểu quan Quảng Đông hét lên, lính cứu hỏa sắp bị cuốn trôi rồi. Mưa xối xả ập đến Thiểu quan, đường phố trong khu đô thị ngập lụt, mực nước dâng cao, ngay cả lính cứu hỏa cũng khó có thể đứng vững. Tình hình rất căng thẳng, mưa lớn đổ xuống huyện Song Si, thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến vào 2 ngày trước. Trận lụt lớn nhất trong lịch sử xảy ra ở vùng biển Song Si, toàn huyện bị ngập lụt, đường phố và cửa hàng bách hóa ngập trong nước. Một công nhân tại một trạm xăng ở sông Si cho biết hôm qua lũ lụt rất nghiêm trọng, nhà của một số đồng nghiệp đã bị ngập. Hơn một nửa diện tích toàn huyện sông Si của chúng tôi bị ngập. Tầng 1 của nhiều ngôi nhà bị ngập và nhiều người trong số họ cũng bị lũ cuốn trôi. Các đồng nghiệp không thể thoát ra được và bị mắc kẹt trong nhà. Những chiếc ô tô bên bờ sông đều bị ngập trong gara và tất cả đều bị nước nhấn chìm trong bùn đất. Cô Gu từ một công ty chuyển phát nhanh ở sông Si cho biết nhiều nơi nhà cửa đã bị sập, lũ lụt gây ảnh hưởng lớn đến khu vực thị trấn Hedong và Sunan và toàn bộ ngôi làng. Về cơ bản, tầng 1 các tòa nhà đã bị ngập lụt, đoạn đường hai đầu nước ngập hết rồi, giờ bùn lầy ngập cả đường, ô tô không vào được. Một số cư dân mạng cho biết trong vòng một tiếng đồng hồ hôm qua, mực nước đã gần chạm đến tầng 2 và đặt nghi vấn là do hồ chứa thượng nguồn xả lũ. Vào sáng ngày hôm nay, thành phố Yangon cũng bị ngập lụt. Một số cư dân mạng cho biết vào lúc 5 giờ sáng, Yangon cũng thất thủ. Anh Gông, một người dân ở Yangon nói rằng ngay cả tháp chống nổi tiếng của địa phương cũng bị ngâm trong nước. Ông Gông, một người dân của Yangon nói, lũ đã tràn vào thành phố, 80% các thị trấn và huyện bị ngập vào tầng 1. Mực nước sâu từ 2 đến 3 mét và nước đã ngập đến tháp chống. Cô Lưu, một công dân của Yangon nói, một bên nước đến từ sông Si và Changhe và một bên đến từ Yangyang và Yuxian. Hai con sông đổ xô đến Yangon và một nửa thành phố bị ngập lụt. Ở đó bây giờ vẫn còn lũ lụt và những cánh đồng đã biến thành biển nước. Tại Quảng Tây, mực nước sông Tây Giang dâng cao và xảy ra lũ quét khiến 5 người thiệt mạng. Tại huyện Yangshu, Quế Lâm, hàng nghìn giáo viên và học sinh ở 3 trường học bị nước lũ bổ vây do lũ quét. Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây đã đưa ra cảnh báo rằng có thể xảy ra một trận lũ lớn khác ở sông Tây Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang. Trong tuần qua, mưa lớn tiếp tục đổ xuống miền Nam Trung Quốc, bao gồm Phúc Kiến và Quảng Đông. Tỉnh Quảng Đông hứng chịu mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất. Mưa nhiều nơi, thậm chí phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, một số thị trấn gần như bị ngập lụt hoàn toàn và hơn 250.000 người bị ảnh hưởng. Trước đó, Shaoguan, Qingyuan, Yangqing, Haiyuan và các thành phố khác, bão đã đổ bộ gây mưa xối xả cục bộ, lượng mưa tại nhiều trạm đã phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Mưa xối xả khiến mực nước nhiều sông dâng nhanh, tối đa lên gần 4 mét. Hơn 10.000 cư dân thành phố Qingyuan buộc phải sơ tán. Người dân cho biết nước lũ đổ xuống đồi hôm thứ Năm, nhấn chìm các con đường và gây ra lở đất nghiêm trọng. Một người dân thành phố Qingyuan cho biết, mưa lớn hơn hôm qua, trời mưa từ 4 giờ sáng và hiện vẫn chưa tạnh. Một cư dân khác ở thành phố Qingyuan cũng cho biết trời mưa vào khoảng 7 giờ và học sinh không thể đến trường.
Lượng mưa ở tỉnh Quảng Đông trong tháng này năm nay chỉ bằng một nửa so với những năm trước, nhưng kể từ đầu mùa lũ, 16 trong 22 ngày đầu tiên đã có mưa lớn. Số liệu chính thức cho thấy 190.000 cư dân đã bị ảnh hưởng và ít nhất 13 người thiệt mạng. Tại Trung Quốc đại lục, do dữ liệu về thảm họa và tai nạn được chính phủ kiểm soát chặt chẽ nên dữ liệu về thương vong thực tế vẫn chưa được xác nhận. Lại quan tâm đến một trận động đất siêu nông 6,8 độ Richter đã xảy ra tại Tứ Xuyên, Trung Quốc vào trưa ngày hôm qua, gây ra nhiều thảm họa và thương vong. Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay đã bày tỏ sự chia buồn và lo lắng thông qua người phát ngôn của chính phủ, đồng thời bày tỏ lời chia buồn tới những nạn nhân không may và gia đình của họ. Hy vọng rằng công việc tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai sẽ diễn ra suôn sẻ và cuộc sống bình thường sẽ tiếp tục sớm nhất có thể. Phó Tổng thống Lại Đức Thanh cũng bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn sâu sắc trên Twitter, đồng thời cho biết Đài Loan cũng thường xuyên phải đối mặt với thảm họa động đất và đồng cảm với những người dân bị mắc kẹt trong thảm họa. Chúng tôi mong muốn công tác cứu trợ và khắc phục thảm họa diễn ra suôn sẻ. Thủ tướng Trần Kiến Nhân cũng bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân của trận động đất Tứ Xuyên thông qua người phát ngôn của mình và cầu nguyện cho các nạn nhân thảm họa. MAC cho biết họ đã bày tỏ sự chia buồn với Trung Quốc thông qua SEF và Cục Cứu Hỏa của Bộ Nội vụ đang chuẩn bị cho nhiệm vụ cứu hộ nhân đạo. Nếu có nhu cầu cứu trợ thiên tai, chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!